Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trần Văn Mobile nha mọi người. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ của bên mình là số 6 xẹt 9 đường số 44 phường 14 quận Gò Vấp nha mọi người. Địa chỉ thì mình có để dưới phần mô tả luôn, anh em có thể kết vô mà xem nha mọi người. Anh em muốn mua điện thoại bên mình thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của bên mình nha, hoặc là có thể nhắn tin Zalo fanpage. Điện thoại của bên mình là 0839 444 400. Anh em có thể kết bạn Zalo, nhắn tin qua bên Zalo bên số này nha, hoặc có thể nhắn tin qua bên fanpage của bên mình. Fanpage của bên mình thì là Trịnh Văn Mobile luôn nha mọi người. Đây. Thì nói chung là trong thời gian mấy ngày gần qua Tết như thế này thì bên mình rất là bận luôn nha mọi người. Do bên mình thì nhân viên này nọ thì chưa có đủ nha, nên là mình dẹp inbox rồi nó sẽ hơi chậm, nên là có đôi khi có một số thiếu sót thì anh em vui lòng bỏ qua giúp mình nha. Hôm nay hôm kia thì mình có lên một video nhưng mà anh em gọi điện thoại với lại nhắn tin khá là nhiều luôn, bên mình sẽ không rep kịp luôn, nên là đôi khi mình sẽ có thiếu sót một số máy. Anh em nào chốt hàng hôm nay thì anh em vui lòng inbox lại nha, thử có thiếu ai không nha mọi người. Hôm nay thì mình có một số máy mới giới thiệu tất cả mọi người luôn nha. Đầu tiên mình giới thiệu máy tính bảng trước nha mọi người. Cây này là cây Samsung Galaxy Tab E. Con này thì T561i nha mọi người. Con này thì nói chung là có thẻ SIM luôn, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong nó là 8 GB nha. Màn hình con này khá là to luôn, màn hình 10 inch nha. Anh em nào xem phim thì thoải mái luôn. Con này bên mình bán với giá là 1.650.000 nha mọi người. Tab E 1.650.000. Con này con Galaxy Tab A with S Pen nha mọi người. With S Pen con này có dùng bút nữa nè. Con này màn hình 8 inch nha. RAM 3 bộ nhớ trong 32, mà con này thì ngoại hình nó hơi chạy chạy tầm 97% nha mọi người. Đây. Cây này thì bên mình đang bán với mức giá là 3.350.000 nha, 3.350.000. Cây này là cây iPad nha, iPad Gen 5. Con này bản Wi-Fi 32 GB và có 4G luôn nha. Máy thì tình trạng còn đẹp len keng nha mọi người, đẹp len keng luôn. 99% nha. Con này pin cực kỳ trâu bò luôn. Màn hình con này là 9.7 inch nha. Vân tay. Con này thì bên mình đang bán với giá là 5.500.000 nha mọi người. 5.500.000. Con này thì mình chỉ còn được có 3 cái máy tính bảng thôi nha. Winmax Active 3 nè. Hôm nay thì có rất là nhiều anh em hỏi luôn, mình còn một cây máy new RAM 4GB nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 2.500.000 nha mọi người. Anh em inbox lại giúp mình nha. Redmi 5 Pro này thì bên mình bán với giá là 3.350.000. Con này RAM 4GB nha, RAM 8GB nha, bản RAM 8. Bộ nhớ trong là 128GB. Đây, máy thì còn đẹp len keng 99% nha. 3.350.000 nha mọi người. Redmi 5 Pro 3.350.000. Con này RAM 8, bộ nhớ trong 128, chạy con chip Snapdragon là 712 nha. Vivo EQ Neo 3. Con này thì RAM 6 bộ nhớ trong 128, máy thì còn đẹp 99 luôn, full box màu xanh nha mọi người. EQ Neo 3 này thì bên mình bán với giá là 7.200.000 full box nha. Con này chạy chip Snapdragon, con này cấu hình rất là mạnh luôn, anh em là chiến game thì luôn đó nha. Con này là con Samsung Galaxy Note 10 Lite nha. Con Note 10 Lite này thì máy còn đẹp 98% nha mọi người. Con này bên mình bán với giá là 6.350.000. Hôm bữa mình có một ông anh nào chốt con này á thì inbox lại giúp mình nha. Inbox lại giúp mình đi. Mình con này là mình có một cái cây, cây này thì nói chung là nó hơi chạy. Cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 5.950.000 nha mọi người. Note 10 Lite 5.950.000, hơi chạy xíu thôi. Galaxy S20 cộng nha. Con S20 cộng này thì con này thì mắc áp suất rồi nha. Máy thì mình cam kết là men zin màng zin, mình bao cho mọi người xài 3 tháng nha. Cái này thì bên mình bán với giá là 9.600.000 nha mọi người. S20 cộng 9.600.000 thôi. Và mình có một cái cây này là cây này đã thay men ở hãng, cây này bên mình bán với giá là 10.000.000 nha. Zin áp suất luôn, cây này còn zin áp luôn nha. Cái này cây S10 cộng nha mọi người. S10 cộng con này thì máy đẹp 97%, mắc áp suất luôn. Cái này thì hàng chính hãng nha, bên mình bán cái này với mức giá là 6.800.000 nha mọi người. Oppo A1K, con này thì máy đẹp len keng luôn nha, đẹp 99 luôn, A1K. Cái này thì RAM 2 bộ nhớ trong 32,
màn hình 6.3, bên mình bán cái này với giá là 1.650.000 nha. Oppo A73 nha, con A73 này rất là đẹp luôn nha mọi người. Màn hình AMOLED nè, vân tay trong màn hình luôn. Con này thì bên mình bán với giá là 4.2, RAM 6 GB 128 GB nha. Con này là con Oppo A93 nha. A93 thì bên mình bán với giá là 4.850, máy đẹp 99% nha mọi người. A93 này thì RAM 8 GB 128. Hôm nay mình còn một cây Oppo A92 nha. A92 bên mình bán với giá là 3.750.000, RAM 8 GB 128 luôn. Oppo Reno 3 nha, con Reno 3 này thì hơi chạy luôn, hơi chạy hơi xấu. Reno 3 này thì bên mình bán với giá là 3 triệu 6 nha, 3 triệu 6. Con này thì máy tầm 95% nha, màn hình nó tầm 95. Còn con này thì đẹp 98 nha, đẹp 97 thôi, cái này bên mình sẽ bán với giá là 3850. Samsung Galaxy Note 9 nha mọi người, con này nó chính bản hàng bản Mỹ, sorry mọi người nha, bản Mỹ chip Snap. Con này thì kính nó hơi chạy chạy nha, một sim. Cái này bên mình bán với giá là 5 triệu 8 nha mọi người. Oppo A91 nha, màu đen, con này máy đẹp 98%. A91 RAM 8 GB 128 màn 6.4 luôn. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 7 nha. Mình có một cây màu xanh, cái này thì hơi cắn vài vết, con này thì bên mình bán với giá là 3 triệu rưỡi thôi. Oppo F11 Pro, con này thì máy đẹp 98% nha. F11 Pro, cái này bên mình bán với giá là 3 triệu 2 thôi nha, 3 triệu 2 F11 Pro. RAM 6 bộ nhớ trong là 128 GB. Cái này cây Reno 4 Pro, bên mình sẽ bán cái này với giá là 6 triệu 6 nha. Reno 4 Pro, Reno 4 Pro thì RAM 8. Cái này Reno 5 nha mọi người, Reno 5 thì màu đen, bên mình bán với giá là 5 triệu 850 nha, màu đen. Còn màu bạc thì bên mình sẽ bán với giá là 5950. Trên lệch nhau 100k nha. Cái này Reno 2F, con Reno 2F này thì mặt lưng nó hơi chạy nha mọi người. Con này bên mình bán với giá là 3 triệu 750 ngàn. Reno 2F nha. Và mình có con Oppo Reno luôn. Máy con này tới thời điểm này là đẹp len ken 99 nha mọi người. Oppo Reno vai cá mập, RAM 6 bộ nhớ trong 256 GB, màn hình 6.39 nha, màn hình AMOLED. Con này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 3 triệu 8 nha mọi người, 3 triệu 8, RAM 6 bộ nhớ 256. Oppo A Reno 4 nha, Reno 4 mình còn hai cái màu đen nữa. Hai cái màu đen này thì bên mình bán với giá là 4 triệu 650 ngàn, giá cực kỳ hot nha. Cái này là cây Oppo A12 RAM 4 GB. Hàng chính hãng nha. Cây A12 này RAM 4 GB bên mình bán với giá là 2 triệu 2. 12 Pro Max nha mọi người, con này máy đẹp 98, hàng VN. Hàng VN nha, 12 Pro Max hàng VN. Con này bán 256 GB nha, bảo hành tới tháng 12 2021. Cây này bên mình bán với giá là 28 triệu 500 ngàn nha mọi người. 12 Pro Max hàng VN, bảo hành dài, pin 100% luôn. Con này là con Samsung A5 2017, màn hình con này chắc tầm 5.2 inch nha, bản hàng một sim. Cây này bên mình bán với giá là 1 triệu 650 nha mọi người. Xiaomi Redmi 7A, con này máy 97% nha. Cây này thì bên mình bán với mức giá là 900 ngàn nha. Samsung A71, con này thì máy đẹp 97% nha mọi người, 97-98% A71. Cây này thì bên mình bán với giá là 5 triệu 4 nha, A71 5 triệu 4, màu xanh nha. Màu xanh mình còn hai cây đều 5 triệu 4 hết nha. Màu bạc thì bên mình sẽ bán với giá là 5850, màu bạc máy đẹp 99 luôn nha. A71. Redmi X2 Pro nha mọi người. X2 Pro, con này chạy chip Snapdragon 855 Plus, con này thì RAM nó là 6 GB 164, máy đẹp 98-99% như thế này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 950 nha. Còn mình có một cái cây này hơi chạy chạy. Cây này bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 7 thôi, 5 triệu 7. Galaxy S10 nha mọi người, S10 con này thì nó cắn nhẹ tầm 97% nha, máy nguyên zin luôn. S10 hàng chính hãng nha mọi người, sorry mọi người nha, con này bản hàng nha. Cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 6 triệu 2. S10 Samsung A6 cộng, tới thời điểm này kiếm một con A6 cộng đẹp này rất là khó nha, rất là đẹp luôn, đẹp keng 98-99%. A6 cộng này bên mình bán với mức giá là 2 triệu 3.
Còn một cây Note 10 cộng nha, cây này thì bán hàng nha mọi người, Note 10 cộng 5G. Con này là thì mình đã dán lại nắp lưng rồi. Cây này bên mình bán với mức giá là 9 triệu nha, Note 10 cộng. Note 10 cộng 5G bán hàng. Cây này là cây Xiaomi Redmi Note 9S nha, RAM 4 GB 64, máy thì đẹp 97%. Cây này bên mình bán với giá là 3 triệu 6 nha nha mọi người, 3 triệu 6. RAM 4 GB 64. Cây này cũng máy 97-98% nha. Xiaomi Redmi Note 8, con này bản RAM 4 GB 128 GB nha, hàng chính hãng. Cây này thì bên mình bán với giá là 2 triệu 750 cho mọi người. 2 triệu 750 nha. Redmi Note 8 RAM 4 GB 128 GB. Con này là con Mi 10T Pro 5G nha. Con này máy đẹp 99 luôn. RAM 8 GB 256 GB nha. Như trong 256GB nha, hàng chính hãng, bảo hành rất là dài luôn. Con này chạy chip Snapdragon 865 nha mọi người. Camera con này thì 108 MP. Bên mình bán cái này với mức giá là 9 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 9 nha mọi người, Redmi Note 9 RAM là 4 GB 128, máy đẹp 98-99% nha. Cái Redmi Note 9 này thì camera 48 MP, 4 camera sau. Bên mình bán Redmi Note 9 với mức giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cho bản RAM 4GB. Con này là con Redmi 9 RAM 3 nha, hôm nay còn một cây duy nhất thôi, RAM 3GB. Máy đẹp 99 nha mọi người. Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 3 nha. 2 triệu 3, Redmi 9 2 triệu 3. Con Xiaomi Mi 9 SE nha mọi người, Mi 9 SE RAM 6 GB 128. Để coi phải không nữa. 6 GB 64 GB nha mọi người, 1 GB 64, chạy chip Snapdragon là 712 nha. Con này tới thời điểm này thì đẹp 99% luôn, kiếm một cây đẹp 99 hàng công ty như thế này rất là hiếm luôn. Cây này bên mình bán với mức giá là 3 triệu 4 nha mọi người. Mi 9 SE 3 triệu 4. Xiaomi Mi Note 9 này thì bên mình còn khá là nhiều luôn nha mọi người. Giá của con Mi Note 9 này khá là tốt luôn. Anh em trong tầm giá 3 triệu thì mình nghĩ con này pin vừa trâu, camera vừa đẹp, màn hình Full HD nha. Đây là con Redmi X7 Pro nha mọi người, X7 Pro. Con này máy đẹp 98% nha, 98-99%. Con này RAM 8 GB 128. Màn hình AMOLED con này siêu đẹp luôn, màn rất là đẹp nha. Con X7 Pro này thì chạy con chip MediaTek 1000 nha. Con này bên mình bán với mức giá là 7 triệu nha mọi người, RAM 8 GB 128 GB. Redmi C12 màu đỏ, máy đẹp 99% luôn nha, đẹp keng. RAM con này mình nhớ không lầm là RAM 3GB nha. RAM 3 C12. Con này máy đẹp keng 99 luôn. Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 250 nha mọi người. Rất là đẹp. Và mình có một cây máy 97%. Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 150 ngàn. Vivo Y19 nha. Hôm nay có một cây nữa. Máy cũng đẹp keng. Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 850 nha mọi người. Y19 này thì RAM 6GB, bộ nhớ trong 128. Pin con Y19 này được 5 ngàn nha. Màn hình con này rất là to luôn, màn 6.5. Vivo S1 Pro nha mọi người. Con này thì bên mình bán với mức giá là 3 triệu 450, RAM 8 GB 128, chip 665, màn hình AMOLED nha. Con này là con Vivo V20. Con này thì mặt kính hơi chạy nhẹ nhẹ nha, dáng gương lập là ok. RAM 8 V20 này thì bên mình bán với giá là 4 triệu 650 ngàn. Con này là con Vivo EQUINEO 3 nha. Con này bản RAM 8GB nha mọi người, máy đẹp 99. Cây này bên mình bán với giá là 7 triệu 250 nha, và cho bản RAM 8GB bạn nha mọi người. Cây này là cái Vivo Y20 nha. Y20. Con này thì bên mình bán với mức giá là 2 triệu 650 nha. Hôm nay thì có khá nhiều anh em cứ chốt chốt mà không thấy gửi cọc đâu nha mọi người. Mình bán lại. Anh em nào mà mình có sai sót thì anh em vui lòng inbox lại giúp mình nha. Con này con Vivo Y20s nha, RAM 6GB, máy đẹp như mới luôn. Con này thì bên mình bán với mức giá là 3 triệu 150 nha.
Con này là con Vivo. Y51 nha. Con này thì máy rất là đẹp luôn, đẹp 99 luôn nha. Y51 này thì bên mình bán với giá là 4 triệu 150 ngàn. Rồi, Redmi. Redmi 5 Pro nha, mình có màu trắng, RAM 4 và nhớ trong là 128 nha. Con này nói chung là người ta dán nên người ta làm nó hơi chạy chạy xíu chỗ này nha. RAM 4 và nhớ trong 128. Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 9 nha mọi người. 2 triệu 9, Redmi 5 Pro 2 triệu 9 nha. Hàng chính hãng còn bảo hành từ tháng 4. iPhone 11 màu đen, cây này bên mình bán với giá là 11 triệu 850 ngàn nha. Bao men zin màng zin, còn cây này zin áp nha, màu đỏ. Bên mình bán với giá là 12 triệu 450 ngàn nha. XS Max nha mọi người, XS Max cây này thì 64 GB, nó hơi tróc sơn xíu nha. Cây này bên mình bán với giá là 10 triệu 800 ngàn thôi. Pin còn 90%. Quốc tế là hết nha. Máy của bên mình là Zin nha mọi người. Máy Zin nha, chứ không có men Zin màng Zin nha. Zin xuất luôn. iPhone 12 nha. Máy đẹp như mới luôn nha mọi người. Con này thì bản CH, 2 SIM luôn, xài 2 SIM vật lý luôn nha. Bản 128 GB iPhone 12 màu xanh. Mới xài có được mấy chục lần thôi nha. Cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 18 triệu 2 nha mọi người. XS Max đây, màu gold, máy Zin nha. Cái mắt màu gold này thì bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu 8 nha. 120 bản 64 GB nha mọi người, bản 64 GB. Còn con này là con iPhone X, iPhone X bên mình men zin màng zin, bên mình bán với giá là 7 triệu 350 ngàn nha, men zin màng zin nha. Face ID là đầy đủ nha, bên mình bán toàn mà còn Face ID nha mọi người. Đây, X mắt máy rất là đẹp luôn nha mọi người. Đẹp keng không đấy. iPhone 7 lớp nha. 7 lớp 128 GB. Có chỉ còn một cái màu hồng này thôi nha, màu hồng với màu đen. Lớp 100 sorry mọi người nha. iPhone 7 128 GB màu đen với màu hồng. Hai cái này thì máy zin hết nha. Pin thì cũng còn ok. Pin còn tầm 80% nha mọi người. Một cây cây màu đen pin 80. Cây màu vàng hồng này thì pin nó còn cao hơn nha, vàng hồng này máy zin. Hai cây này đều zin hết. Vàng hồng này thì pin cũng bảo trì rồi, hai cây này pin tệ rồi. Hai cây này thì bên mình bán với giá là 3 triệu 7 nha mọi người. Bản 128 GB, anh em nào mua thì mình sẽ thay pin cho mọi người. Ít mắt đây. Cây này là Zin áp luôn nha. Cây này Zin áp bên mình bán với giá là 8 triệu nha. XS Max. Sorry mọi người nha. XS, iPhone X chứ. iPhone X Zin áp. Bên mình bán với giá 8 triệu. Sorry mọi người nha mà. Đôi khi nhiều máy quá mình nói, mình lobo mình nói nên mình hơi liệu. Mọi người coi thì mọi người thông cảm giúp mình nha. Con này là con iPhone XS nha. XS này thì bên mình bán với giá là 9 triệu. Hôm nay nói chung là máy anh em inbox mình quá là nhiều luôn nên mình rối trí luôn, mình trả lời. Với lại mình cũng có quên một số anh em coi video thì nhớ inbox lại giúp mình nha. Bên mình thì làm việc là từ 8 giờ rưỡi cho tới 8 giờ rưỡi tối nha mọi người. Đôi khi qua giờ đó thì đôi khi mà có khi mình sẽ rẹp được tin nhắn của anh em, có khi mình không rẹp được nha, anh em thông cảm luôn. Cái này cái XRR bản 128 GB. Pin 85%, máy đẹp 99. Cái này bên mình bán với mức giá là 8 triệu rưỡi nha. Còn con này là con 7 lớp nha, con 8 lớp nha. Con 8 lớp này thì bên mình bán với giá là 7 triệu, bản 256 GB nha. Cái này A51 nha mọi người, A51. A51 này bên mình bán với giá là 4 triệu 350 ngàn. Cái này là cây VinMax Lite 4 nha. Lại 4, con này bên mình bán với giá là 2 triệu 850 ngàn, RAM 4 và nhớ trong 64. Con này là con Huawei i7 Pro nha, i7 Pro thì bên mình chỉ bán với giá là 1 triệu 1 nha. Nova 7i, con này thì không có CX Lite nha mọi người, cây này bên mình bán với mức giá là Nova 7i, bên mình bán với giá là 3350 nha. Con này Poco Phone X3 nha, con Poco X3 này thì RAM nó là 6 và nhớ trong 128 GB nha mọi người. Cây này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 4 triệu 350 nha. Con này thì máy ngoài nó hơi trầy nha, hơi trầy nên có giá 4 350.
Con này là con Huawei P30 Lite nha mọi người. Con này thì máy còn đẹp 97% nha. Camera thì rất là đẹp luôn. Camera trước thì bị lỗi nha mọi người. Lỗi camera trước thôi. Cây này bên mình bán với giá là 1 triệu 950 nha. Google Pixel 4XL nha mọi người. 4XL bên mình bán với giá 9 triệu. Vinmax Aristro nha. Aristro này thì bên mình sẽ bán với mức giá là Aristro bên mình bán với giá là 5 triệu nha mọi người. Có một con Huawei Mate 20X nha, máy đẹp 98%. Bản quốc tế nha mọi người, bản quốc tế Mate 20X quốc tế nha, CS Lite đầy đủ. Cây này thì bên mình sẽ bán với giá là 7 triệu nha mọi người, Mate 20X. 6 triệu 850 thôi, Mate 20X nha, 6 triệu 850. Rồi, hôm nay thì mình cũng giới thiệu với anh em tất cả những máy bên mình đang còn hàng nha. Anh em nào có nhu cầu thì mua thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình nha mọi người. Anh em thành phố Hồ Chí Minh thì có thể qua bên mình xem máy trực tiếp, anh em có thể giao lưu mua bán hay là trao đổi nha. Bên mình có mua mua lại của anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu muốn bán điện thoại thì cứ liên hệ bên mình sẽ thâu với một mức giá ok cho mọi người luôn nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình ạ. Nhớ cho mình một like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của mình nha mọi người.